chị vẫn để thôi chứ không có đốt. Cái hết kinh chân chị vẫn để thôi. Không, đi tìm bán cái điểm đó, điểm đó. Đâu, đừng cao đâu, ngồi đây, chỉ đi. Chỉ đứng đó đây. Chỉ đó, đâu điểm đó đâu, chỉ đi đó, ngồi xuống. Chỉ một điểm đó thôi, kể cả để là con thôi, điểm đó đâu. Đấy, mới thì nóng thế đấy, không đó. Tìm đi. Đâu, chỗ nào đâu? Đâu, chỉ tôi đúng không? Đấy, rõ ràng cầm mà không đau, thấy không? Đấy, đau bị lại tử, thấy không? Đấy, vì sợ đau mà nhát, tôi thường sợ. Sợ cái cây này bắt đầu chị đi chút lại. Thấy chưa? Tìm đi. Đó, bây giờ tìm được rồi. Rồi, đau đầu rồi. Rồi, mà xuống đi. Đâu? Đâu, không, không, không cần, cứ để một nó đi. Đâu, để chịu chưa? Đúng rồi không? Chỉ chỗ bệnh cũng chỉ chỗ lành á, nó sưng nó đáng chịu á, cắt mất chỗ lành á. Đâu ha? Rồi bây giờ này, đây là khó quá ha. Đấy không? Đấy không? Đấy không? Đó, chứ gọi là phong, phong là chạy, phong tức là gió nó phải chạy. Đâu, chỗ nào? Đâu, đây ha, đâu? Rồi nè, hít vô, rồi thở ra, thở, một, hít. Thở, hai, hít, thở, ba, rồi đi lại tìm được bao khác. Thở ra. Thở ra, xong rồi giữ nguyên lại. Rồi là đi vòng ở đây để tìm được bao khác. Thế thì nhiều, phải dí hả? Đâu, đâu, đâu? Đâu, đâu, đâu? Đây ha, rồi hít vô, thở ra, hít vô, thở ra, hít vô, thở ra. Hít vô vẫn như vậy, lúc mà hít thì hít vô vẫn như vậy. Hít vô như vậy. Thở ra cứ ấn sâu như vậy. Đỡ rồi đó, đỡ rồi đó. Đỡ rồi đó, đỡ rồi đó, cái đầu là không. Đỡ rồi đó, đỡ rồi. Tìm cái đầu khác, tìm những cái tiền khác. Tất cả là không sắp được, mình phải tìm được cái điểm đó. Nhưng mà cái nguyên nhân chính là phải ngờ không được cho kẻ thù vô nữa. Ủa sao bây giờ bên đây chạy cho đấy? Đâu đâu đâu? Đây à, hít vô. Thả ra. Thả ra. Thả ra. Rồi đi. Đi nhanh lên. Nhanh lại đây đấy. Đó, thế giờ đỡ không? Đó. Rồi, ta đi trở lại. Bây giờ đi tìm được khác nha. Mà đi, đi, đây, 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 đứng tại đó đi, đứng tại đó đi, chỗ nào? À, buông ra, hít vô, thở ra. Chỗ này là chỗ mà do chất đường á, nó lên men, nó làm mòn cái khu vực này. À, đi đi. Nè, con này nó sẽ bắt đầu đi khác rồi. Đó, thực tế là cứu được chỉ à, cái cục xương này. À, đó, cái cục xương đó là cục xương sắp sửa cũng như nó mòn. Hết được. À, hết. À, đi. Đi nhanh á, đi nhanh á, đừng đi chậm, đi nhanh á, gần như chạy mới được, nhanh á, nhanh thì nó mới chạy, cái phong nó mới chạy được. Đi nó cỏ vậy, hả? Đi vậy nó cỏ cục xương á. Cũng được, đi, đi, đi. Cỏ cục xương chỗ nào phải chỉ đó, phải chỉ. Phải chỉ, phải chỉ. Phải chỉ. Nó đào luôn, có một sáu. Nhưng phải chỉ, nhất định là một thôi. Ờ, nó sao chỉ đó, chỉ đi. Đâu? Đâu? Chỗ nào? Chỗ này ha. Hít vô. Thở. Hít. Thở. Ờ, bây giờ nó đây này. Rồi, ngồi ra đây. Đi.
Đây, nhưng mà cái đồng ý này này, cái bệnh chứng nằm đây này. Tất cả các bệnh đau nhức nằm đây này. Đây gọi là bọc tham. Từ đây á, là đỉnh mắt cá. Đây là gót chân. Chia làm đôi. Đó, bọc tham. Cắm vào đây. Hít vô. Tức ngay giữa này. Hít vô. Thở ra. Một. Hít. Thở. Hai. Hít. Thở. Ba. Còn cái cách hôm nay chúng tôi dạy cho quý vị đó, nếu không dùng huyệt đó, đả thông kinh mạch, đả hết mấy cái sáu đường kinh này. Bây giờ cái người này đang nóng như vậy, làm cho mát hay vậy? Mát á, là phải thông chín lần như vậy. Nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Phong thấp là gì? Là xuất mồ hôi ra là hết phong thấp. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, đi qua. Đi chân không được. Để nó đi. Rồi, đi chân không được. Đây. Đó, đi nhanh lên. Rồi, thấy đỡ chưa? Đỡ quá rồi. Rồi, đỡ nhiều rồi, đi qua chân khác. Đấy. Bây giờ ngoài huyệt là tiền A tiền huyệt là nhất định bệnh nhân phải chỉ chỗ đau, nhưng còn mình á là đả thông 12 kinh mạch là bằng đầu ngón chân thôi. Cái này là thông kinh mạch, là thông tới đường kinh, thông hết, đâu cần đau không đau, không cần đau không đau. Còn cái này á, là tất cả những cái bệnh phong thấp đau nhức nằm ở đây, tức là đây, hít vô, thở ra. Hít vô, thở ra. Hít vô, thở ra. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín. Một hai ba năm sáu bảy tám chín. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín. Ra mồ hôi rồi. Đó, đừng có đọc đâu. Rồi, bước lên đây. Chạy đi. Chạy lên. Chống được đồng cục xương. Đó, đó. Nếu mà mai mà không chữa bớt ai hả? Xương mòn luôn cho tới mất cái đệm. Mòn mất cái đệm. Thành ra hai đồ nó bỏ lại nhau. Dạ phải rồi. Từ đi cuối cùng thôi. Nó sẽ đệm cho mình một miếng cao su cho nó. Nó đỏ, nó đỏ. Đó, là lý do tại sao? Đấy, là ăn đồ nhiều hơn bây giờ các bài tập. Bây giờ cái cầu ấy hết nóng rồi đó. Dạ. Rồi đi làm bốp. Hả? Ở đây cái bán được, cái bán được. Cái cây có đường cũng không được ăn. Thế? Cái gì có đường? Cái cây có đường không được ăn. Thế là không được ăn. Thì mới nói rồi, tại vì ăn cái cây, ăn nhà, ăn xoài trong trong rồi mình không thể lắm đó, ăn bữa ăn bữa ăn. Thế hả? Thế hả? Mới ăn mới chết. Đúng rồi. Đây, nó cũng đây. Đó, chút xíu mà không chữa là cái đầu gối nó mòn luôn, cái đĩa đệm luôn. Chị bên đây nè, chị qua đây chị lấy thế chứ qua lại lâu lên. Đúng rồi. Cái hình, cái xương sống nó rút quá thầy. Đó đó.
thì tất cả các bệnh ở đây nó sẽ kéo vào cái xương sống này, cuối cùng nó sau khi chữa khỏi chân rồi thì bắt đầu phải đi mổ hai cái địa đệm đấy. Lúc nào vậy thấy tôi khám bệnh nhân trước, bệnh nhân toàn đi mổ tới đây cuối cùng vẫn lại bị bệnh nái, tại vì cứ ăn như tôi nói, cứ được ăn đường, cứ được ăn đồ chua vô rồi thành ra nó bị cái này. Bây giờ phải đè cái này nè, đó đè này, thành nhiều khi không đè đó phải vỗ đây rồi cho mấy cái hệ thần kinh của cái đĩa đệm này với đĩa đệm này cho máu nó lọt vào trong đó nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cho máu xuống chân này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi giờ tới cái chân này, chân để nằm như con ếch nè đó. Đấy, bắt đầu để này vào nè, rồi bắt đầu tôi đi cứng rồi nè. Đấy, bây giờ bắt đầu quỷ chung nè, 1 quay nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi tới ủy dương nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tới đây là cầm cái chân này nè, bắt đầu quay cái ngón này nè thì nó vô nè, đó thì nó vô từ từ nè, đó nó vô từ từ nè, nó vô từ từ, nó vô tới đây rồi á, vỗ cái đầu gối này cho nó lỏng nó cắt cái khớp rồi nè. Nào cái đầu gối bây giờ hết nóng rồi nè. Rồi bây giờ này, để cái này xuống nè, hít vô, thở ra, đang muốn là thở ra đưa cho một phần, hít vô, thở ra, 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 hít vô, thở ra. Rồi, đến đây nó cứng rồi đó, để cho bệnh nhân thở để tự điều chỉnh đã. Nó sưng luôn mắt cá, sẽ thoi hoa mắt cá luôn, nó sưng mắt cá, nó sưng mắt cá, mắt cá đang nóng. Đó, tới đây là bệnh nhân quen rồi gì, tiếp tục cho xương cái dư vật nó giãn ra. Rồi, tới hoàn khiêu này, bấm hoàn khiêu vô. Bắt đầu hít vô, thở ra, vô một phần nữa nè, thở ra vô một phần nữa nè, thở ra vô một phần nữa nè, thở ra vô một phần nữa nè. Đó, từ từ đầu gối hết bệnh rồi đó. Lại, tới đây nó căng nó lại phải cho bệnh nhân thở, thở để giảm đau thần kinh. Đó, khi quen rồi bắt đầu á, đó, khi thở ra là cho dùng phân nữa nè, thở ra nè, đó, thở ra dùng phân nữa nè, 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 đó, tức là phải cho bệnh nhân nghỉ. Đó, máu nó tuôn ra, khi tuôn ra rồi chỗ này mát lại, giờ nó mát rồi. Đấy, khi mình ép nó vẫn đang nóng, khi mình cho tuôn rồi mà cái thì nó mát. À. Bây giờ như vậy nó quen rồi đó. Đấy, bây giờ là cái chỗ này là bây giờ đang tập đầu gối này, nó tới được mức này rồi này, nó tới mức này rồi, chút xíu bắt đầu tập tiếp, ép vô tiếp và tới đầu gối này. Gối này nóng nhiều lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Xoay chiều nào được đây? Chưa lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 6 là tăng khí, mà 9 nó làm cho mát. Sau khi làm nó mát, nó mát rồi đầu gối mát. Thấy khi là 69. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Hít vô. Thở ra. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Hít, thở, tám, hít, thở, chín, hít, thở, mười, hít, thở, một, hai, ba, ở trên này mềm rồi, rồi, hít. Thở, một, hít, thở, hai, hít, thở, ba, hít, thở, bốn, hít, thở, năm, hít, thở, sáu, hít, thở, bảy, hít, thở, tám, hít, thở, chín, hít, thở, thở, một, hít, thở, hai, hít, thở, ba, hít, thở, bốn, thở, năm, thở, sáu, thở, bảy, thở, tám, thở, chín, thở, mười. Đây này, nếu để lại vết bầm á là không thấp, nó vẫn còn. Thế mà không để vết bầm á là cái chân nó hết. Cái chân này nhẹ hơn chân này. Hít. Thở. 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 Hai năm nữa. Quá thật chị. Cái chỗ kia à, sao nhớ quá thầy, nó đau quá. Thì sơn cái vị chung nhưng mà không được để thế này, để lúc nào phải để thế này. Thì chung là giữa rồi này, chung. Rồi. Chung. Bấm gì mấy gì ở chỗ đó, nó cũng hay đau. Dương. Là cái ngoài chân. Dương. Ừ. Nếu mà một huyệt nữa đó là cho máu đi xuống là âm cốc, âm cốc là cho máu nó xuống. Âm cốc là của thận. Chặt cái chỗ ruộng đè nó vô. Đó. Nó nằm ngửa đây. Đây bệnh nhân tự tập đấy này. Thẳng chân ra. Cầm cái đầu gối này. Một đầu gối này. Hít vô, kéo vô.
ở nhà làm biếng không chịu tập bài này là nó mới bệnh này. Ăn thì tốt rồi, chỗ thở ra hết rồi, đục tới hiện tại thở ra hết rồi 30 lần hết các mạnh, kéo tới hiện tại bốn năm lập cọc có thể 4 cái chân gà 100 gram được không, nấu cho thành keo ra rồi uống uống một một lần là khỏi luôn hết lọc cọc. Nấu thành keo, tức là keo 4 lít nước là cạn lại bằng 1 lít. Thầy có nấu bóng không? Không. Nấu phải uống không? Nấu thành keo thì uống trong vòng 3 ngày. 1 lít là uống 1 ngày. Uống hết 1 ngày 1 lít. Uống 1 ngày, à còn 1 lít. Uống xong rồi đi hết lượt cục liền. À, vì người già thì tiêu hóa kém thì bỏ đi, cho trẻ nó ăn. Đậu phộng bóc vỏ đi thế này. Đậu phộng bóc vỏ đi. Đậu phộng bóc vỏ. Không, bộ phộng vẫn còn cái vỏ đỏ chứ. Nhưng mà bộ phộng mình luộc á, mình mua cái loại mình bỏ cái hột cứng ra đây. Rồi mình lấy cái kia gọi là đậu phộng non. Đậu phộng khô cũng được. Đậu khô nhưng mà đậu phộng non nên nó phải ra nhiều nhựa, mục đích là nó là nhựa. Trong cái kéo này á, để ý con nó không? Bên này còn đó. Bên nào đau chỗ nào, đâm việc kéo thử đi nó đau chỗ nào chỉ. Mà kéo lại coi. Kéo là hết đau thì mình đi. Con nó không? Cái cháu còn không? Nhiều ít. À, anh châm cho mọi người thích anh châm lại. Nếu mà mỏi đầu gối cũng làm gì đó. Mỏi đầu gối là 1, 2, 3, 4, 5 thôi. Phải phải làm gì hết. Mỏi đó là làm biếng không tập. Thế phải tập cho mới hết. Thầy nói cái đậu phộng nó cũng như đậu phộng. 100 gram đậu phộng 4 cái chân gà. Ác thị huyệt rất bất lợi là mình phải tìm ác thị huyệt. Đấy, rồi cái này. Đau quá. Rồi tập lên. Không hỏi mà khai. Thế là tại chỗ, huyệt là một điểm. Một điểm tại chỗ bấm vào, bệnh nhân kêu a. À. Thế gọi là A Thị Huyệt. Cái đó là ai nhỉ? A Thị Huyệt. Thị là tại chỗ. Yeah. Huyệt là một điểm. Yeah. Một điểm mà tại chỗ đó bấm vào, người ta kêu đau, người ta kêu A một cái. Thì gọi là A Thị Huyệt. A Thị Huyệt. Có nó không? Đỡ nhiều. Đỡ nhiều lắm rồi ha. Đó, nó rút cái ruột rút ra. Thì đó, trượt rút là, trượt rút đó, trượt rút đó. Sẽ căng xung nhiều. Các nhà đừng uống calcium nữa. Thầy chỗ này thì nó nằm ở đúng cũng nằm ở đây luôn. Rồi xong rồi tập nữa coi. Thầy cứ kẹt xuống không mọi người. Mà vậy nhà đau quá. không đánh mà khai thôi. Thầy nhớ cái đau mình cũng tưởng là không liên quan tới đồ ăn, ăn thì cứ ăn mà đau thì cứ đi bác sĩ là chết rồi. Chính cái đó là mình lại thêm kẻ thù vô đánh mình rồi.
Rồi bây giờ tới bài tập khác nào. Đây, bị hết bây giờ đưa. Cái bài này á là để cho khí nó chạy toàn thân. Một, hai, ba, bốn lớn là miệng nhắm mắt. Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Thận có nhiều nước cũng bị chuột rút, uống nhiều nước cũng bị chuột rút, tại vì thận tự nhiên năng lượng nó không làm việc. Thì mình xoay cái ngón chân giữa này rồi. Thì xoay ngón chân giữa này, nó không bị thận. Mình xoay cả hai bên. Nhớ xoay, mà tốt nhất là xoay hết bây giờ này, xoay chân này mà nhích chân kia như vậy là đầu gối này hết đau rồi này. Đó, đó, xoay chân này mà đầu gối mà bên kia nhích là đầu gối nó thông hết rồi. Đó, đó thấy chưa này, xoay chân này mà chân kia nhúc nhích này. Đó, đó khi câu hai cho đó, đó, đó. Bây giờ thử xem, bên này còn đau không biết liền nhé. Nếu bên này còn đau á, thì mình xoay bên này và bên đây không nhúc nhích. Đó, nhúc nhích nhá. Ngón tay nhúc nhích nè. Ngón này cũng nhúc nhích nè. Coi chừng ngón này nè, coi chừng ngón này á. Đó, là không nhúc, là cũng nhúc nhích luôn nè. Nè, nó cũng lười á, nó không nhúc nhích theo. Đó, bây giờ nhúc nhích nè. À, lười nó có nhúc nhích nè, như vậy nó bị nằm hai ngón, bây giờ quay từ ngón này nè. Đó, mình nhúc nhích nè. Rồi bây giờ nằm nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Chỉ cần chêm cái này á, nó ngay lại, nó không đau, mà mũi sẽ đau, nó là thoái hóa xương. Thành ra cái này sẽ thoái hóa xương là lý do là thông khí không chạy thôi, vì để cái này cái tự nhiên nó có chỗ nó chạy thẳng rồi thì đương nhiên là nó hết bị xương này. Còn nhiều người nó cứ cục sát rồi nó lòi ra, chứ thật sự cái này đâu phải là lòi. Thành khi để nó đây này cứ buông ra, nhắc này buông ra đó là lòi rồi, lòi người ta phải cưa mòn rốt cuộc nó lệnh nó cái này của người ta rồi, đúng là người ta phải thế này mà. Vì thế mà phải chêm cái này lên, chêm cái này trong khi nó đi vớ sỏ dày cũng để y thế này, thế là hết bệnh. Cái bệnh này là sẽ hết bệnh. Vì thế mà tay nó bán cái miếng cao su mút mỏng mềm á, nhét vô đấy. Thay vì phải mổ, không phải mổ gì hết. Đó phải mổ. Thầy cái này cái chân phải chỉ sao sẽ quạch vậy chị thầy, nếu để vậy sẽ quạch thì... Không, nó ngay ở ngoài đây đó. Không, bên đây thầy, bên đây thấy nó quạch. Cái chân nó phải thế này. Cái quyền nó nghiêng qua đây này, cái chân phải đến thế thì nó ngay lại này, còn không nó có ngoặt hết qua bên kia hết thì ngón này nó đổ, thì ngón này đổ, ngón này đổ, ngón này đổ, bởi vì mình giữ cái này thì mình kéo này lại này, thế là hết đổ. Thoái hóa xương, cơ thể nó không có sản xuất ra calcium chứ không phải là uống calcium ngoài, cơ thể không sản xuất calcium, không hấp thụ calcium, mà muốn hấp thụ là phải xài cái bài này. Hấp thụ và chuyển hóa đồ ăn này, bây giờ biến sầu riêng thành calcium này. Đó. Đó. Cái này là biến sầu riêng thành calcium, tức là ăn cái gì nó phải biến thành calcium hết á. Vì thế cái calcium á là không phải là ăn calcium mà biến thành calcium. Bởi vì á, những người ăn chay á là từ nhỏ lớn là ăn cơm không à. Cuối cùng á xương cũng to vậy. Trong cơ thể biến gạo ra máu, trong cơ thể biến gạo ra xương, trong cơ thể biến gạo ra tủy là đều cho gạo hết á. Mà cái biến là phải thế này nè. Như vậy là ăn xong lại nằm đó thầy. Ừ. Ăn xong rồi tập chứ đâu có nằm. Ăn xong rồi tập. Tôi làm cho không biết rồi về nhà. Thì chị phải làm ấy chứ. Nếu mà người làm không được đủ 60 á, thiệu 30 mà nó gần xuống mình phải nâng dùm ta, người ta thế này xong rồi lại buông ra mình đếm tiếp, thiệu 30, thiệu 31, 32, 33, 34, 35, 36, thiệu hết rồi bác á, mình cứ tiếp tục, 37, 38, 45, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 9, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.
đó, tự nhiên chân nó nhúc đó, nó nhúc là khí nó xuống, bây giờ móng chân nó đỏ lên, tức là máu thông hết, đầu gối sẽ không nóng nữa. Tôi phải như vậy, tức là chị phải về nhà đi làm thêm mấy lần cho đủ, nó không có nóng nữa. Bao giờ đi được thì thôi. Đi được thì bình thường thôi. Bình thường mỗi lần làm thì nó có áp phê rồi. 5 lần. Bây giờ làm nhé, bây giờ là thứ hai. Bây giờ bệnh nhân không phải chỉ ở đầu gối mà ở xương lưng. Bây giờ muốn chữa xương lưng này, khoan đã, cái tay này còn để vỗ tay 4 nhịp cho nó hết thôi. Cái xương lưng này, bây giờ phải làm này này. 1 2 3 4 5, tức là vặn xương lưng đó. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 rồi. Bước xuống dưới đi coi. Đi đã tốt rồi. Không, cái bệnh này liên quan tới đĩa đệm rồi. Cái phòng thấp nó có liên quan tới cái đó. Khó chân dậy. Khỏi. 1, 2, 3 nào. 1, 2, 3, 4. Hơi rộng chân chút. Hơi rộng chân chút. Rộng chân. 1, 2, 3. Đúng rồi, nhấc vào gối lên, rộng chân. 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hồi nãy thì người ta dậm trong này thì trốn ra ngoài kia là không được, bây giờ phải dậm lại nhá. Như vậy thì quý vị biết lên. Lại đi cả nhát rồi. Dậm chân.
đấy. Cứ bây giờ mình tâm lý thần kinh mà cứ bảo tôi mặt đau, vừa chữa xong rồi lại thế này nữa. Vì thế mà cấm cho dùng vậy là đấy. Này, bây giờ quý vị biết cái bệnh này ở chỗ này, quý vị biết bệnh ấy đấy. Thì tôi đã chỉ rằng một phương pháp duy nhất chữa được bá bệnh. Thứ nhất là xay đầu 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân. Đó là việc thứ nhất. Mà xay ngón tay thì phải bơm, xay ngón chân thì phải vuốt đây này. Xay ngón tay là xay thế này, thì là phải bơm, bơm là bơm thế này. Đấy. Xay xong rồi bơm. À. Xay hết 10. Xay hết 10 rồi bơm. Rồi xay ngón chân á thì vuốt. Vuốt đã khe này đấy. Nhắc lại này. Bây giờ không biết đau bên nào, nhưng mà đau bên bên phải thì đông y chữa bên tay trái trước. Tức là đau đông chữa tây, đau phải chữa trái. Tại sao? Đúng không phải biết. Đau, phải. Nếu mà tay đau á, mình bấm liền á, giả sử bây giờ mình bấm á, thì cái gì? Giao cảm thần kinh đưa lên não gì đấy. Đó. Nó bị đau đây, giao cảm không lên được. Giao cảm không lên được, nó không nhận được. Nhưng mà ngược lại cơ thể của mình á, trong đông y chia hay lắm. Hai hệ thống song song. Đấy, cái mình bấm tay này là giao cảm lên đây một cái đó. Thì thần kinh phản xạ cái này á, là phản xạ ra ngón tay úp cái gì, thì nó phản xạ cả hai luôn. Vô tình nó thông được cái này. Thành vô tình mình làm tay lành mà tay tay bệnh á được bớt 50%.